cách đập sò Mica thì rất là dễ. Đó, cô chú anh chị lấy cái cạnh này này, giờ kiếm một cái cục đá hay là cái cục sắt gì cũng được, có cái cạnh này, dùng ở đây đập vô. Đó, thì nó sẽ bở như thế này và tách ra thôi. Để em tách ra cho cô chú chị xem này. Đây, tách cẩn thận nha. Sò Mica thì rất là bén, nó tách ra gì thôi là lấy được ra cái cục thịt nó này. Còn cái cục còi nó thì anh em sẽ không có ăn. Còn cô chú anh chị mà muốn lấy cục còi thì lấy lại. Đây, ra một cái lử của nó này. Cái cục thịt nó thì quê hương em gọi là cái lử. Còn cái cục còi này á, cô chú anh chị tiếc á mà không bỏ á, thì cô chú anh chị lột đây ra để cục còi này, để như thế này luôn, rồi bỏ lên luộc, luộc ăn nha, luộc tách ra ăn thôi. Cục còi rất là to luôn này. Cái này cá gì đây hả? Cá lù ồ. Cá lù ồ lớn là thành cá ngừ phải không? Đúng rồi. Ok, quá đã luôn cô chú anh chị nè. Đó đang úp nè. Úp chân thủy. Em Linh xin chào tất cả các chú anh chị đã quay lại kênh vlog của em Linh nha. Giờ em Linh chia sẻ công việc lặn biển như hàng ngày. Thì anh em cũng mới làm một ca lặn biển lên luôn. Nước rất là tối. Anh em mới lên tại công nhảy xuống thử nước nè. Thử nước mà nó lạnh mà nó mờ ngang cả nhà. Tối luôn chứ. Có bộ là sò này không ổn vô nhổ cả nhà. Hôm nay thì em Linh cũng mới trên quê xuống thôi, còn một số anh em thì chưa có xuống. Em Sĩ thì ở lại, em Quậy là bạn Ti, bên đây cháu Nhí nữa, năm anh em thì lặn mới làm một ca lên mà nước rất là tối cô chú chị à, lạnh nữa. Giờ lên bên đường khác, cháu lính thì đang chuẩn bị vòng lái đi tìm ở chỗ nước thanh làm. Đường khác nghe, mà bên không nấu nữa thì chỉ có đường vô bờ thôi cả nhà. Là bữa nay coi như là trắng tay cả nhà. Nếu mà nước trong á thì anh em kiếm kiếm tiền dầu tiền cơm cá lại, còn mà đục thì chạy vào luôn là trắng tay đó của chú chị à. Để tới quay được thành quả hải sản anh em mới bắt lên này. Bên đây em Sang. Chào nhà cái em Sang ơi. Chào nhà. Giờ là chú chị ơi. Đây là cái cảo này. Nó cảo neo lên. Trên thì cháu Kỳ Nao lỡ cháu Tùng. Còn sò Mica này, anh em mới làm lên một ca. Có em Quậy lấy được một giọt luôn, có được mấy con sò ngọt nữa nè. Sò ngọt còn gọi là sò dương luôn chú anh chị. Có sò Mica. Sò Mica thì không bao nhiêu tiền, nhờ mặt hàng đắt giá, nhưng mà làm một ca cũng một tiếng mấy đồng hồ rồi, gần 2 tiếng đồng hồ cô chú anh chị à. Giờ này thì có 7 giờ giữ 8 kém mà. Bên đây có sò mai nữa nè. Mai sọc. Ba con. Rồi bây giờ về điểm khác để làm. Nếu mà tới điểm khác nước quán ngày quán đục thì anh em chắc chạy vào bờ nghỉ luôn cô chú anh chị à. Trời, mấy đứa em cảo ra buổi sáng quay lại này. Đó, hiện tại là 7 giờ 29 phút. Rồi, cháu lính sẽ dòng lái chạy tìm điểm mới làm. Hy vọng tới điểm mới thì nước trong, để anh em lặn kiếm ngày biển của chú anh chị à. Chứ ra biển mà làm không tiền vô thì cũng vất vả cho anh em lắm. Đúng không em vậy? Tiêu tiêu. Lạnh không em Sĩ? Đây nước giảm rồi mọi người. Giảm hả? Giảm lạnh á. Sao tài công nhảy xuống lặn than lạnh không ạ? Cháu lính bữa nay nhảy xuống thấy ở trên nước tối rồi chúng chị. Cháu lính nhảy xuống thử nước có trong không? Giúp nước tối quá cháu lính lên kéo anh em lên luôn.
Ừ. Ờ, hỏi cho lính lạnh không chứ lính nói lạnh tại ít nhảy xuống lặn á, nên hôm nay nhảy xuống là gặp nước tối và nước lạnh nữa. Đó, cho lính sợ cho lính chùa luôn. Bây giờ anh em đang chơi đợi cho lính chạy tới điểm để tiếp tục nhảy lặn. Cô chú anh chị nhìn xem, trời thì êm không có gió luôn và sóng lượng cũng không có, mà lại nước thì lại đục. Nó do ảnh hưởng những cái bọn dơ nhiều quá cô chú anh chị, nên mặt trời chiếu xuống không có có tới đất được, nên không có sáng được. Rồi ghe cũng tới điểm thứ hai của chú anh chị nè, cháu lính cũng chạy tới điểm thứ hai rồi. Rồi sò thì mấy đứa cháu vào lại cũng được hai bao à, hai bao sò mica. Rồi cháu Tùng đang bỏ neo. Neo không? Hỏi cho lính có neo không? Không à. Đây sò chai được như đây này, 2, 4, 6, 8 10 con chẳng luôn. À, sò mai thì được như đây, được 3 con. Rồi lại 2 con sò ngọt. Rồi neo. Không neo à? Phía chồng thì mà sang đang bắt dây, bắt dây lặn. Này đem lên xuống quay một đoạn bắt dây lặn này. Có những cái máy móc này thì máy to nha, máy lặn cũng to luôn. Có một số anh em hỏi em lên lặn bằng oxy gì á thì lặn bằng cái này. Lặn mà bằng máy lặn đây nè. Nhưng mà to. Được. Xin chào. Xin chào thủ Mỹ. Chào Việt Nam bên đây thì chắc xin là đây chưa dây. Đó. Lăn qua, lăn mắng bắt chớm qua con chú chị cho nó vô cái dây, dây cô lò này. Đây là máy 6 nha. Máy 6 bích xu. Máy này, máy móc đây thì em lên ít thành lắm. Thì cháu lính là thuyền trưởng thì biết. Có một cái máy này máy nổ máy chạy. Còn máy đây máy lặn. Ống đây này cái ống hút hút hơi vào nè. Hút hơi không khí ngoài trời vào. Rồi sẽ truyền qua bên đây. Có một cái co đây đi ra. Nó co đây đi ra tới bình. Sẽ chứa vô trong cái bình này tạo ra hơi, sẽ chia ra những cái vòi hơi như thế này. Đó, ra ngoài thì những cái vòi dây lặn anh em. Đây, dây lặn của anh em này. Một máng vòi lặn là 100 m, nhưng anh em vô thêm 10 m nữa là 101 m nha. Máng địch trị đây thì 12-13 kg. Rất là nặng. Một dây hậu, giật hậu này. Đây bằng kêu bằng cái toi á cô chú anh chị. Những cái giật này thì đựng những con hải sản đắt giá như sò tu hài, ngao hai còi, mực nang, cá ngựa đó cô chú anh chị. Rồi anh em chuẩn bị vô đầu để tiếp tục lặn biển thôi. Hy vọng tới điểm này thì nước trong để anh em kiếm ngày biển để có tiền mà lo cho gia đình.
Em quậy thì chưa có gia đình khỏi lo, không? Không lo. Mới nói mới nói ai có gia đình thì lo gia đình, còn ai không có gia đình thì hỏi lo, phải không? Có đâu, có gia đình lo cho Mỹ mình. Hy vọng thanh này xuống nước thanh ngang, mà nếu không thanh nữa thì cùng nhau lên xe buýt nha. Biết sao cô chú anh chị, mấy tháng trời đây thì thuyền trưởng không có lặn, mà mỗi lần thuyền trưởng lặn là nước đục luôn. Nhảy xuống ở trên nhảy xuống nó đóng vòng thì sao á. Hôm nay nhảy xuống lâu quá, hôm nay nhảy xuống kéo theo nước đục xuống nguyên cả nhà. Nước lạnh không cháu Linh? Lạnh chứ, nước nói chung ra là không diễn tả được không. Nhảy xuống cái nó muốn động đá không à, muốn cháy chuột luôn á. Rồi em tạm ngưng để vô đồ nhảy quê anh em thôi. Em lên sửa nhảy xuống để cho cô chú chị xem. Bạn Ti mang lên lại luôn cô chú chị à. Nói nước tối lắm. Em định xuống quay cho cô chú chị xem cái nước nó tối hay là trong. Anh em lên hết luôn cô chú chị à. Cháu nhí cũng lên luôn. Đúng rồi bạn. Đúng rồi. Điện luôn á. Rồi tình hình gì là tình hình gì là anh em chắc đi vào làm ấp thực cho cô chú chị xem thôi, chứ lặn biển chia sẻ không được cô chú chị. Em cũng vô định kỳ rồi sẵn sàng nhảy nè. Thoát hiểm nha cô chú chị, khi mà sự cố chết máy á, anh em chỉ đủ này ra này, đó, sẽ bung cái bịch chì ra, rồi anh em sẽ lặn hơi bộ lên, đây em xem này, mỗi lần kéo giò dây lặn về thì em xem không như mấy đứa cháu thì sẽ phanh những cái giò dây đây lại cho nó gọn như thế này nè, nhưng mà để mà phanh lại như thế này á thì không phải dễ của chú chị à, rất là khó nè, phải tập qua một thời gian mới làm phanh được tròn như vậy. Còn nếu mà mới đi thì phanh nó sẽ bự nhỏ, nói chung là phanh không được đâu, đi một thời gian là mới quen. Thì cháu Kina cũng mới đi cũng như vậy thôi, dẹp sen cũng vậy luôn, còn ở đây cháu Tùng nữa. Đó, mỗi lần ra phanh cái giò dây mới tập thì phải biết phanh cái giò dây đây trước rồi mới là làm công việc khác. Anh em mới nhảy thì nước trời nó êm mà nước nó chảy lắm cô chú chị à, mới nhảy thôi mà anh em nằm xa qua kia bây giờ kéo dời, trời thì êm luôn, không có chút sóng cợn nào luôn mà nước lại tối, gọi là trời làm cô chú chị à. Nên cái nghề biển của em Linh á, không phải là ra biển lặn là có tiền nha, có hải sản nha, có khi ra là không có còn hải sản nào luôn. Thì em quay những cái video như thế này á, thì biết rằng cũng ít có được xem, ít có cô chú chị xem, nhưng mà em cũng phải quay để cho cô chú chị hiểu hơn về cái nghề làm biển của em Linh. Cháu Lính ở trên gọi những bổn đạo ghe coi thử khí ở trong thì ở trong lỏng nước có thanh hay không, hoặc là phía dưới có thanh hay không, thì bây giờ gọi bổn đạo, nếu mà chỗ nào thanh thì chạy tới làm, còn nếu mà chỗ nào cũng như chỗ nấy thì anh em sẽ chạy vào nghỉ luôn cô chú anh chị à. Nhất là chảy luôn nè. Ai lên? Em sĩ lên nè. Không có coi sò nào luôn. Tối à.
em quậy lên luôn. Quậy, em quậy có con nào luôn. Em xí được ba con sò Mika. Em quậy ra đường con á. Nước đen hơn hồi nãy luôn. Hồi sáng thì em Linh là thấy phía trên nó rất là tối nên em Linh không có quay video. Rồi sẵn lên rồi em quay lại để cho cô chú anh chị hiểu hơn về cái nghề lặn biển của em Linh. Đôi khi không phải là trời động mà làm không được, mà trời êm vẫn làm không được cô chú anh chị à. Rồi bây giờ anh em bàn tính nè. Bàn tính coi sao, coi như thế nào. Giờ này anh em có bàn tính không cô chú anh chị à? Giờ thì hỏi ý anh em là bây giờ chạy vào Mỹ luôn, chứ nước này đầy lặn không có được. Anh em đang ra đồ. Sao chạy luôn á, cháu Linh à? Chạy chứ. Nước này chạy chấm làm cũng không có tiền đâu. Cô chú anh chị à. Nước này làm cũng cực lắm, lạnh mà tối nữa. Nước nó tấu nữa, làm giờ lạnh quá. Rồi chịu nấu chạy vào Mỹ. Anh em sẽ. Rồi ok, giờ anh em ra đồ để tắm nước ngọt, mặc đồ khô và cô chú anh chị à. Rồi sẵn dịp ngày hôm nay lặn không được á thì em Linh sẽ chia sẻ về cái món sò Mika. Tại có một người chị trên trang Facebook của em Linh hỏi là con sò Mika ăn có ngon không. Nếu có dịp thì em Linh quay chia sẻ lại cái cách chế biến sò Mika cho cô chú anh chị đều biết chế biến món gì ăn cho ngon. Thì hôm nay em sẵn dịp nghe cháu Nít chạy vô sớm á thì em quay lại luôn, em làm lại cái ẩm thực sò Mika nha. Mong cô chú anh chị xem hết video để biết ẩm thực sò Mika anh em chế biến món gì ngon nha. Rồi để em tới em quay cái khúc mà lấy sò Mika ra nè. Giờ em lựa sò Mika ra nè. Nhưng mà để ăn những con sò Mika mà ngon á thì cô chú anh chị đừng có ham những con sò Mika mà to nha. Bởi vì sò Mika to á thì ăn nó dai lắm, nó không có ngon. Này, ăn này lựa những cái con sò mà nó trắng trắng như thế này nè thì chế biến ăn nó ngon. Thì cái đây là theo cái kinh nghiệm của em Linh thôi. Còn cũng có nhiều cô chú anh chị thì ăn theo cái khẩu vị khác á. Còn em thì lựa những cái con mà non non thôi. Còn những cái con mà nó to như thế này á thì ăn nó dai, nó dai với lại cái thịt nó dày. Rồi để lát nữa em kêu cháu Vina với lại cháu Tùng thì lựa ra một ít sò Mika này. Rồi nữa em đập ra. Rồi em quay lại cho cô chú chị xem nha. Giờ em ra em thay đồ để mặc đồ khô vào á. Chứ giờ này cũng lạnh lắm. Rồi đem một ít sò Mika này. Sò chai thì không ít, cũng mấy con sò chai nha. Nên anh em cũng làm luôn. Để giờ chế biến cùng sò Mika. Được bao sò mai thì anh em cũng chỉ luôn cô chú chị ạ. Đó, bên đây thì em quậy đang lấy cái thịt của con sò Mika ra. Bên đây thì em xỉ nữa nè. Nó cách lấy sò Mika. Đây, cái lửng này. Lấy ra như vậy nè cô chú anh chị. Giờ nó lửa xẻo ra nó nha, xẻo ra là bàn cái gạch nó ra bớt. Chứ để gạch nhiều quá thì anh em ăn ngán. Nói chung thì sò Mika này thì anh em cũng ít ăn lắm nên anh em lấy ít. Tại gần biển á cô chú anh chị, anh em lặn lên á thì ăn những mặt hàng hải sản ngon, chứ còn những mặt hàng đây thì anh em ít có ăn. Nhưng mà chế biến ăn cũng ngon cô chú anh chị à. Thì sò Mika là chế biến giam sắc ớt hoặc là xẻo da rồi sỏ ve nướng, hoặc là để viên cái cục hồi nãy á, cái cục lử như thế này nè, để viên gì luôn, đập da rồi để viên gì luôn là nướng mỏi á, ăn rất là ngon nè. Ăn cái này nè, nó bùi bùi bùi, nó béo béo đã lắm, ăn là xiền luôn. Nhưng mà hôm nay thì anh em sẽ nhìn giờ chế biến món gì em vậy? Giam nước.
và ốc ốc chao á, ốc chao sáu viên nướng ha. Rồi ok. Giờ anh em đập ra, giờ em Linh cũng tạm ngưng để phụ anh em một tay cho nhanh. Giờ để vô bờ còn quay chia sẻ cho cô chú chị nữa. Cách đập sò Mica thì rất là dễ. Đó, cô chú anh chị lấy cái cạnh này nè. Giờ kiếm một cái cục đá hay là cái cục sắt gì cũng được. Có cái cạnh nè. Dùng ở đây đập vô. Thì nó sẽ bể như thế này và tách ra thôi. Để em tách ra cho cô chú chị xem nè. Đây. Tách cẩn thận nha. Sò Mica thì rất là bén. Nó tách ra gì thôi là lấy được ra cái cục thịt nó nè. Còn cái cục còi nó thì anh em sẽ không có ăn. Còn cô chú anh chị mà muốn lấy cục còi thì lấy lại. Đây, ra một cái lử của nó này. Cái cục thịt nó thì quê hương em gọi là cái lử. Còn cái cục còi này á, cô chú anh chị tiếc á, mà không bỏ á, thì cô chú anh chị lột đây ra, để cục còi này để như thế này luôn, rồi bỏ lên luộc, luộc ăn nha, luộc tách ra ăn thôi. Cục còi rất là to luôn nè. Nhưng mà anh em chế biến nướng úp chao nướng thì anh em sẽ không có lấy cục còi này. Rồi anh em cũng làm xong luôn, cho anh mượn cái son đó xí xí. Đây, wow, một son quá đã luôn. Cái đây mà nướng ngoại ăn cũng ngon nha cô chú chị. Còn bây giờ là anh em sẽ xẻo qua đây ra và lấy cái gạch đây ra bớt. Rồi để bây giờ úp chao sổ viên nướng. Cái nước sò Mica này nè, còn gọi là sò sữa đó cô chú anh chị, hoặc là sò nước, thì cái nước nó rất là độc nha, làm cẩn thận. Cái nước mà dăng vô mắt á, rất là sót và sưng mắt luôn đó. Cái mắt mà cô chú anh chị mà yếu yếu á, nghe cái hơi của con sò Mica thôi cũng nhức mắt nữa. Rồi bây giờ anh em mà xỉu ra, móc cách xỉu nè. Cô chú anh chị thì cũng ít có được ăn hải sản thì những cái này lấy lại ăn cũng ngon. Còn anh em thì thấy ngán của chú anh chị à, cho anh em bỏ nha. Đây, kiểu này gọi là xỉa búm nha cô chú anh chị nha. Cái thời mà em Linh còn nhỏ á, khoảng 7-8 tuổi á, thì thường là làm cho những thương lái á, họ mướn á, là bẻ ra như thế này nè, giờ để lên dĩ cho phơi khô á. Thì cách đây cũng mười mấy năm, 20 năm rồi. Nó gọi là bẻ búm này. Nó xẻo ra lấy bàn cái gạch ra và bẻ búm như thế này rồi để lên dĩ phơi khô. Rồi khi mà khô một mặt á thì sẽ tở, sẽ mướn mình gỡ lên tở qua như thế này lại cho khô hai mặt. Thì lúc em còn đi học á thì em cũng làm những cái công việc đó để kiếm tiền ăn bánh nữa cô chú chị. Nhưng hiện tại thì không có nha, không có làm lúc trước nữa. Bây giờ người ta sẽ bán nguyên con được và ta đông lạnh đi được. Còn lúc trước thì ít có xe, mỗi lần gửi đi thành phố thì mất tiện lắm, nên thương lái họ mua rồi sẽ phơi khô rồi để cho cái số nhiều và người ta chuyển đi một lần. Còn bây giờ là xe rất là nhiều của chú anh chị à, phương tiện bữa nay thì rất là dễ rồi, nên không còn những cái công việc như thế nữa. Nếu mà còn thì em sẽ quay chia sẻ cho cô chú anh chị, nhưng hiện tại là không có còn nữa cô chú anh chị.
đây gặp dịp luôn cô chú anh chị. Hiện tại thì cháu Hằng, vợ cháu Lính đang úp cá này, cá gì ta Hằng? Cá lồ ồ lớn lên thành cá ngừ phải không? Đúng rồi. Ok, quá đã luôn cô chú anh chị nè. Đó đang úp nè. Úp chân thủy. Úp chân á. Úp chân thủy. Quá ngon luôn. Cái đây thì để dành ăn cơm nha cô chú anh chị. Được 3 con à. Da nhậu là nó ngửa lên hết ăn cơm luôn á. Quá hấp dẫn luôn nè. Còn bên đây thì tôm bạc. Rồi đợi một chút nữa thì em Linh mới lại cháu Lính nướng lên. Rồi mời cô chú anh chị nha. Nó nhìn quá hấp dẫn luôn cô chú anh chị à. Nói chung thì sò Mika này nè, thì chế biến cũng nhiều món ngon lắm. Đó thì cái đây là úp chao nướng. Rồi còn làm tới chanh cũng được, hoặc là giam sả ớt. Nói chung cũng nhiều món ăn ngon lắm cô chú anh chị à. Nhưng mà anh em thì ít ăn sò Mika. Còn cô chú anh chị ở xa thì chắc cũng phải thèm rồi. Đó nhìn quá đã luôn này. Nó chất lượng luôn. Rồi đây cô chú anh chị, anh em nướng cũng chín rồi. Phía đây thì mới nướng thôi. Còn phía trên đây thì anh em đang dùng. Em mời cô chú anh chị ăn cùng mấy anh em nha. Giờ này cũng sắp tối rồi. Sơ chế và lại anh em đi biển vô nghỉ lưng một chút á. Giờ này mới chế biến ăn. Anh em thì nhâm nhâm vài ba lon bia. Rồi anh em dùng lớn này. Vô vào nữa. Đây ăn mắm me. Rồi mời cô chú anh chị luôn. Bàn cho bớt giỏi ra. Đây sò Mika gọi là sò sữa nha. Ăn nghe giòn giòn, sực sực, rất là ngọt nước. Không vậy cho ăn miếng cho cô chú anh chị biết cảm nhận ấy. Ngon 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 cô chú chị ngon. Cho Lính dùng miếng sò làm miếng tôm nè, làm miếng sò đi. Đây là sò Mika ấp trong cả nhà. Giờ là mình ấp muối, đường, bột ngọt, rau gì á. Đây là miếng chấm. Rau cảm nhận sao? Vị ngọt. Cây của xả, mùi thơm của xả. Con bây giờ mình ấp mình nướng trong này con sò nó rất là mềm á. Ăn rất là ngon. Nó dùng cho con Mika này chế biến là ngon lắm cả nhà. Đây cho anh chị, cái que nhìn quá hấp dẫn luôn nè. Mà cái đây á thì anh em nướng lên để quay á, chứ nướng lên là ăn liền đâu, nó nóng đó, nó mới hấp dẫn. Như đây đó, nướng là về vinh lên là ăn nóng luôn, nó mới là đã. Còn vinh lên nãy giờ là để nó hơi nguội á, ăn nó hơi dai. Rồi anh em lên một miếng bia này, mời cô chú anh chị lên một hớp bia cùng anh em. Giờ này trời cũng sập tối rồi, anh em tranh thủ quay một chút rồi em tạm ngưng video để cho anh em tự nhiên. Bên đây còn rất là nhiều luôn nè. Tính ra nếu mà ấy cái nước chao đây nhiều nè, là mình nướng xong mình lấy cái nước đây á, mình bắt lên cho nó chín, mình làm nước chấm luôn, nó mới là ngon. Còn ở đây anh em là cây nhà lá dừa, có gì dùng lấy, dùng nước chấm mắm me nha. Rồi cho miếng tôm đây. Này tôm của chú anh chị, tôm bạc nha. Tôm đây chắc tôm nuôi à, chứ không có tôm biển mà cỡ đây không. Tôm biển thì ít lắm. Ăn bạn Tý, dùng miếng.
Đây bà xã của bạn Ti luôn. Đi xuống đây ở là bạn Ti, từ xã Chí Công, quê hương của em Linh. Đi xuống thị xã Bình Ti thì 150 cây số. Rồi mời cô chú anh chị một que tôm nè. Đây nước mắm me. Rồi mời cô chú anh chị luôn. Thịt tôm á rồi ăn cũng dai dai, cũng ngọt cô chú anh chị ạ. Cũng ngon nhưng mà không có bằng tôm biển. Giờ này là trời sắp tối luôn nè. Cho em quay một đoạn nữa là em lên video luôn. Giờ này trầm sớm cũng hơi ồn quá. Hồi nãy thì anh em ngồi bên phía bên này cô chú anh chị. Giờ mưa rất là to luôn, nên anh em di chuyển qua lại bên phía bên đây. Thì chắc em Linh sẽ kết thúc video tại đây luôn cô chú anh chị. Vì muốn quay nhiều chia sẻ cho cô chú anh chị những món ăn hàng ngày anh em thường dùng, ẩm thực hàng ngày. Mà mưa quá nên anh em di chuyển qua nhà dì Sáu. Dì Sáu thì ở gần sát nhà cháu Lính mướn luôn. Đó, giờ này anh em cũng uống cũng được mấy lon bia rồi. Rất tiếc không có quay được nhiều, thì mong cô chú anh chị thông cảm và hiểu cho em Linh nha. Giờ anh em lên một cái xin phép của chú anh chị mà hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video mới nhất đây. Vô. Rồi bye bye tất cả chú anh chị nha. Rồi, cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem hết video của em Linh. Em Linh cũng xin tạm ngưng video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video mới nhất. Nhớ cho em một like cũng như một đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất từ kênh Linh Trời Lặng. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video lặn biển nha. Rồi bye bye tất cả chú anh chị luôn. Bye các anh em ơi.